Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 xe máy ha. Hôm nay thì Xuân sẽ review hai cái dòng xe, đó là AB 160 và Vario 160. Thì mọi người nhớ theo dõi hết cái video này để mình xem hai dòng xe này mình có những cái khác biệt gì và cũng giống như là giá cả dòng xe này như thế nào, mình dễ lựa chọn, cũng giống như là cho anh chị em nào đang có dự định mua trả góp những dòng xe này ha. Rồi, thì nếu như mà anh chị em nào mà mình đã tham khảo cái kênh Top 5 này lâu rồi thì mình cũng biết rằng cửa hàng bên Xuân á thì chuyên review rất là nhiều dòng xe, cũng kinh doanh rất là nhiều dòng xe nữa, nên là những anh chị em nào mình đang có dự định mua xe thì mình nhớ liên hệ ngay tới số điện thoại của Xuân là 0359 544 021, Xuân hỗ trợ tư vấn cho mình. Và mình đặt lịch trước khi mà mình tới mua xe, mình sẽ được hỗ trợ giá từ 500 cho tới 1 triệu đồng ha. Và đặc biệt là Xuân sẽ trực tiếp đón mình, hỗ trợ cho mình trong cái quá trình mà mình mua xe. Rồi, đầu tiên thì Xuân sẽ vào em AB160 trước ha. Thì nếu như mà mọi người đã quen thuộc với dòng xe này rồi thì từ khi ra mắt AB160 về hình dáng trước đi thì nó sẽ không khác biệt gì với AB150 cả, kể cả từ màu sắc cho tới lại kiểu dáng luôn. Thì nó chỉ khác nhau thứ nhất là về tem này, thứ hai là về phân khối thôi. Còn những cái chức năng trên xe, động cơ xe thì 160 thì cái phân khối nó cao hơn, thì cũng có thể là động cơ của nó thì sẽ mạnh mẽ hơn là 150. Đó, thì nó vẫn là có phanh ABS này. Đó, có cộng sạc điện thoại trong cốp xe cho mình ha. Tất cả dòng xe AB từ phiên bản 125 đến 160 thì đều sử dụng là khóa thông minh Smart Key hết. Thì khóa thông minh này thì nó sẽ tiện lợi nhiều hơn cho mình và nó sẽ đảm bảo được cái độ an toàn hơn cho mình ha. Nếu như anh chị em nào mà mình muốn an toàn thêm một chút nữa, mình có thể gắn thêm cho mình cái chống trộm hoặc là định vị. Cửa hàng bên Xuân có hỗ trợ cho mình và có giảm giá cho mình 50% cho những khách hàng mua xe tại cửa hàng bên Xuân luôn ha. Đó, thì AB160 thì so với 125 thì nó cũng giống nhau thôi, kiểu dáng nó giống nhau hoàn toàn. Nó chỉ khác nhau như là cái phanh đó. ABS 160 là ABS, còn 125 là phanh thường thôi. Với lại màu sắc của nó cũng có khác nhau, phân khối khác nhau đi ha. Đó, còn so từ AB cho tới Vario thì Vario thì nó có một cái hình dáng kích thước to hơn rất là nhiều, gồ ghề hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, dòng xe nhập khẩu lại được ưa chuộng nhiều hơn đối với dòng xe Việt Nam. Hiện nay rất là nhiều người yêu thích cái dòng xe nhập khẩu hơn. Tuy nhiên, nhập khẩu thì nó cũng có một cái vài nhược điểm như là mình khó bảo hành này, khó đặt hàng phụ tùng nhiều hơn những cái dòng xe chính hãng rất là nhiều. Ở Vario 160 thì nó sẽ có hai phiên bản phanh thường và phiên bản phanh ABS. Phanh thường thì nó lại rẻ hơn AB 160 nha. Phanh thường thì nó lại rẻ hơn AB 160, mà phanh ABS của con Vario 160 này thì nó lại mắc hơn con AB 160. Đó, như con mà Xuân review hôm nay là phanh thường thôi. Đây, phanh thường với ABS thì nó chỉ khác nhau cái phanh thôi. ABS thì nó có cái phanh to ra thêm một xíu nữa, với lại nó có chức năng là chống trơn trượt cho mình á, khi mà mình thắng gấp hoặc là mình đi trên những cái con đường trơn đó thì nó sẽ có một cái chức năng đó thôi, là nó khác nhau vậy thôi. Còn ngoài ra màu sắc này, kiểu dáng thì y hệt nhau. Cái màu này là cửa hàng bên Xuân đã lên màu sơn 3D cho mình rồi. Đó, bên Xuân lên màu sơn thì tất cả những cái màu sơn này đều là sơn 100%, không có tem dán ha. Và đặc biệt là mình mua những màu sơn 3D như này, bên Xuân có bảo hành sơn cho mình và đổi màu cà vẹt xe cho mình luôn. Có bảo hành sơn miễn phí trong vòng 1 năm ha. Có lên màu sơn theo yêu cầu, nên anh chị em là mình thích màu hồng, màu vàng, màu cam, màu xanh này kia thì mình có thể đặt cửa hàng bên Xuân lên màu theo yêu cầu của mình. Đối với Vario 160 đi thì màu jean nó cũng có 4 màu, như là màu này là màu đen bóng này, màu đen nhám, màu đỏ nhám và màu trắng nhám nữa ha. Những cái màu jean thì bán cũng khá là chạy, tuy nhiên là được nhiều khách hàng yêu thích và sở hữu cái màu 3D nhiều hơn, tại vì màu 3D thì nó sẽ có cái màu sắc đặc sắc hơn này, hoặc là nhiều cái màu để cho mình dễ lựa chọn hơn, nhiều cái màu mà hợp với phong thủy mình hơn để mình yêu thích hơn á. Đó, thì ngoài ra thì tem hoặc là kiểu dáng so với 150 đời cũ, Vario 150 đời cũ thì nó sẽ khác hoàn toàn rồi. Còn bây giờ nếu mà mình muốn sở hữu cái mẫu giống 150 thì giờ chỉ còn Vario 125 thôi, tuy phân khối nó thấp hơn và khác chìa khóa, nhưng mà cái kiểu dáng màu sắc thì bên Xuân vẫn còn nhiều nha. Rồi, tiếp tục là sẽ vào phần báo giá xe. Vario 160 mà với phiên bản phanh thường và màu jean như này thì hiện tại cửa hàng bên Xuân đang bán với giá là 57 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT cho mình luôn, chỉ tính theo phí biển số thôi. Cửa hàng bên Xuân báo giá là không có phát sinh nha. Đó, 57 triệu đồng. Anh chị em nào mà mình có nhu cầu mà mình muốn lên màu sơn 3D như này thì bên Xuân sẽ tính thêm 2
2 triệu phí sơn xe thôi, 2 triệu phí sơn. Có hỗ trợ đổi màu cà vẹt xe cho mình nữa ha. Mình mua trả góp thì mình chỉ còn đưa trước cho bên sân là tầm khoảng 7-8 triệu đồng là mình đã sở hữu được Vario 160 rồi. Đó, cực kỳ ưu đãi về phần trả góp luôn. Còn AB 160 thì hiện tại giá nó thì nó dao động vào tầm khoảng 61 cho tới 62 triệu đồng. Giá nó là cao hơn Vario 160 phiên bản thường. Đó, nhưng mà chiếc này nó đã có thẳng ABS rồi. Nó là dòng xe chính hãng của Honda được bảo hành trên toàn quốc cho mình luôn ha. Anh chị em là mình mua trả góp thì mình giải trước cho bên Xuân tầm 20%, tầm 12 cho tới 13 triệu đồng để mình sở hữu AB 160 nha. Rồi bên Xuân có AB 125 nữa. 125 đời mới thì nó sẽ có 3 màu, màu xanh, màu đỏ và màu đen nhám, 3 màu ha. AB 160 thì nó giá nó thấp hơn khá là nhiều. Thấp hơn khá là nhiều á, tầm 14-15 triệu á. Mình mua góp thì cũng chỉ còn tầm 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu gì đó là mình sở hữu được AB 125 rồi nha. Mình cần tư vấn chi tiết hơn dòng xe nào thì mình có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo của Xuân. Địa chỉ cửa hàng bên Xuân là khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nằm ngay trên đường quốc lộ 13 luôn. Rất là nhiều anh chị em mà mình tham khảo kênh top 5 này ở ngoài tỉnh xa á, thì cửa hàng bên Xuân không có vận chuyển được. Tuy nhiên thì cửa hàng bên Xuân có hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại cho những khách hàng ở xa. Nên là mình nhớ liên hệ cho Xuân để mình được hưởng những cái ưu đãi đó nha. Rồi các bạn còn tư vấn dòng xe nào thì mình cứ liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại của Xuân ha. Rồi Xuân sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã lướt vào video của Xuân hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.